bất ngờ phát hiện chiếc giày lại trên sao hỏa. Scott C. Waring, người sáng lập trang UFO Sightings Daily cho biết, trong khi phân tích một số bức ảnh do tàu thăm dò chụp trên bề mặt sao hỏa, tôi đã phát hiện một chiếc giày bí ẩn. Đây có thể là giày của một sinh vật sống trên hành tinh đỏ cách đây từ lâu. Scott C. Waring phát hiện vật thể giống chiếc giày vào ngày 24 tháng 8, nhưng bức ảnh gốc được tàu thăm dò của Opportunity của cơ quan vũ trụ Mỹ NASA chụp trên bề mặt sao hỏa và gửi về trái đất vào năm 2013. Bức ảnh đã cho thấy những khối đá nhỏ nằm rải rác trên bề mặt cát của sao hỏa và chiếc giày nằm ngay giữa bãi đá. Warren cho rằng chiếc giày là của một chiến binh bỏ lại sau khi thiệt mạng trên chiến trường. Hồi tháng Tư, Scotty Waring cũng phát hiện một chiếc giày khác trong những bức ảnh do tàu thăm dò Curiosity của NASA chụp trên bề mặt Sao Hỏa. Ông tin rằng đây có thể là chiếc giày cổ vua trên hành tinh đỏ. Cho đến nay, những người săn tìm sự sống của hành tinh đã phát hiện nhiều vật thể trong những bức ảnh do tàu thăm dò chụp trên bề mặt Sao Hỏa, cho thấy sự sống có thể tồn tại trên hành tinh này.